Chào toàn thể các bác và anh em nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái mẫu cạm kiềng 18cm. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái mẫu kiềng 18 này, em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán này. Bên cơ sở nhà em là bán tất cả những cái mẫu cạm kiềng. Đấy, ví dụ như mẫu 9cm này, mẫu 12 này, mẫu 14 và mẫu 18. Thì bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng thì có thể là tham khảo đặt hàng. Số điện thoại em để góc màn hình video. Để các bác điện đến thì bên cơ sở là lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn bây giờ thì đi vào giới thiệu chi tiết về cái mẫu kiềng 18 để cho các bác cùng nắm bắt được này. Về cái mẫu này thì khi các bác mua về thì các bác sẽ sử dụng đánh những cái con thú từ tầm khoảng 12-15kg đổ lại. Đấy, ví dụ như tất cả các loại trồn đấy, hoặc là những con thú to đấy, thì các bác sử dụng cái mẫu 18 này. Đối với mẫu 18 này thì đây là cái hàng đánh thú lớn, thì giá cả của nó thì nó vừa tầm thôi, nó chỉ có hơn 20.000 đồng trên một cái thôi. Đấy, và khi các bác mua cái hàng này thì sẽ được tặng kèm theo là bàn nhẫm và dây buộc. Đấy, nguyên liệu của nó thì hoàn toàn là được làm bằng thép hết các bạn. Đấy, làm ưu điểm làm bằng thép thì cái thứ nhất là cạm nó sẽ không bị gãy, và cái thứ hai nữa là cái lực vật lên của nó độ đàn hồi của nó rất là khỏe. Đối với cái bẫy này thì được các bác thợ đi rừng sử dụng nhiều, bởi vì các bác đánh thì nói chung nó đánh tổng hợp dính từ những cái con thú nhỏ tới con thú lớn, thì các bác có thể là sử dụng cái bẫy 18 này thì khá là ok đấy. Đấy, đối với cái hàng này thì bên cơ sở là chỉ cam kết đối với các bác là chỉ bán hàng loại một thôi. Đấy, và hàng thì gửi tới các bác thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên là các bác cứ yên tâm. Về cái mẫu kiềng 18 này thì khi các bác mua đầu tiên nó chỉ có một cạm và kèm theo một lẫy thôi. Đấy, như thế này này. Còn khi các bác mua bên cơ sở nhà em ấy thì bên cơ sở là sẽ cố gắng là hoàn thiện cái bàn đạp cũng như là gửi cho các bác là cái dây cố định. Đấy thì đấy là cái ưu điểm khi các bác mua bên cơ sở nhà em. Đấy, còn cách thức hoạt động của tất cả các mẫu cạm kiềng thì nó cũng đơn giản, nó như nhau thôi. Đấy, các bác chỉ cần đạp được cái cạm này ra thì các bác sẽ sử dụng được. Đây thì em sẽ đạp cho các bác xem. Thì các bác sử dụng thì các bác lên để cái cạm mà lên đất cứng, ví dụ các bác mới đi rừng chẳng hạn thì các bác để lên đất cứng, hoặc là để trên cái lưỡi con dao ấy, thì các bác nhẫm cái này xuống này thì cạm nó sẽ hở ra. Khi nó hở ra như thế này thì một cái cạm tốt thì các bác thấy thực tế là cái vành nó rất là tròn. Đấy, nó tròn từ đầu này đến đầu này này, nó không bị méo. Và chúng ta có thể là gài trực tiếp vào lẫy như thế này. Đó. Đây này, gài trực tiếp vào. Đấy thì nó có, khi các bác đặt ấy thì bên cơ sở sẽ làm cho các bác cái bàn nhậm to đấy, vòng xung quanh tròn cái cạm ấy. Thì đây chỉ là cái lưỡi gà thôi. Lưỡi gà này thì bên cơ sở sản xuất là người ta sẽ gửi tặng kèm. Đó. Thì khi con thú đi thì ví dụ nó nhẫm vào cái bàn, ví dụ cái bàn làm nó sẽ quây kín hết như thế này các bác, quây kín hết này. Đấy thì nó nhẫm vào khu vực nào nó cũng sập. Còn khi con thú mà nó đã bước vào rồi thì kiểu gì nó cũng bị sập. Đối với cạm 18 này thì nhiều anh em là thích đánh con hon hoặc là con nhím ấy, thì cái cạm nó khỏe, lẩy cao, nó sẽ kẹp vào tầm chỗ dòng chân trên. Đấy thì nó sẽ không gây ra cái tình trạng là bị đứt chân như là những cái mẫu 14 hoặc là 16, thì lực sập của nó sẽ nhẹ hơn. Đấy, còn anh em lưu ý nhé, một cái cạm như thế này này. Đấy thì nó sẽ có một cái chiều khi anh em lên như thế này này. Đấy, một chiều nặng, một chiều nhẹ. Đấy, các bác mới chơi nhé. Đấy thì chúng ta sẽ cầm một cái chiều nặng này, còn cái chiều nhẹ này thì chúng ta để. Đấy, chúng ta cầm một cái chiều nặng này và chúng ta sẽ gài trực tiếp như thế này. Đó, gài trực tiếp như thế này. Đấy, gài vào chiều nặng nhé các bác nhé, các bác lưu ý nhé. Đấy, chúng ta sẽ gài vào chiều nặng, còn chiều nhẹ thì chúng ta bỏ. Để đấy. Đấy, chúng ta sẽ gài và để như thế này. Đó, đúng không ạ? Đấy, còn khi các bác mua hàng bên cơ sở nhà em ấy thì tất cả những phụ kiện hoặc là tư vấn đánh thì bên cơ sở là đều hỗ trợ cho các bác hết rồi. Đấy, còn ngoài ra trong cái thời điểm này thì những cái mẫu bẫy là từ mẫu bẫy 9 cho tới mẫu bẫy 18 thì được các bác thợ đánh sử dụng rất là nhiều. Đấy, và trong cái thời điểm này thì cũng là đang là chính vụ thời điểm mùa bẫy trồn và mùa bẫy chuột, thì các bác cần có nhu cầu thì cứ tham khảo cho em nhé. Đấy, cạn thì 10 cái như cả 10. Đấy thì các bác lưu ý. Đấy, cạm tỷ lệ gãy rất là ít bởi vì nó không pha tạp gang nhiều. Đấy. Đó, và cạm cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, số lượng cạm thì bên cơ sở gửi đi một ngày nhiều lắm các bạn. Đấy thì các bác có thể tham khảo ủng hộ bên cơ sở nha em, thì bằng cách đặt hàng thì các bác cứ liên hệ cho em qua số điện thoại để góc màn hình video nhé. Bây giờ chào các bác đây ạ.